Chào mọi người, Thái lại xuất hiện rồi. Chúc cho anh em buổi chiều mát luôn ha. Thì hiện tại là Thái đang có mặt ở đây là địa chỉ 209A An Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân nha mọi người. Trước mặt Thái có một cái chữ trắng trắng và tấm bảng đỏ đỏ, Hội quán cá cảnh số 1. Đó, đây là của một bạn Lộc nha. Thì bạn này là cũng rất là năng nổ trong những cái lễ hội cá cảnh, rồi hội nông nghiệp thành phố. Đó, có rất là nhiều dòng cá trong cái hội quán cá cảnh số 1 này. Hôm nay thì Thái sẽ đột nhập vào, Thái sẽ quay cho mọi người xem coi trong cái hội quán cá cảnh số 1 này có những dòng cá gì, và cái tiệm cá nó có hoành tráng hay không, giá cả như thế nào, rồi anh chàng đó như thế nào nữa, đúng không mọi người? Để cho tất cả các bạn có thể biết được một cái địa điểm thật là tuyệt vời ở gần khu vực Bình Tân, một cái chỗ cá cảnh uy tín nha. Và bây giờ thì theo Trinh Thái sẽ tiến vào hội quán cá cảnh số 1 gặp anh chàng ấy. Ở đây là ngay chỗ ngã tư luôn anh em, An Dương Vương nè. Đấy ha, ngay này là 209A An Dương Vương. Thì anh em sẽ gặp một cái tiệm cá to đùng như thế này. Trước này có bán nước nữa. Hello Lộc ơi. Hello anh. Hello. Lần đầu tiên mới có dịp được qua thăm một cái tiệm cá của bạn Lộc mà to như thế này. Để Thái sẽ lấy cái mic nha mọi người. Dắt đổ hết trơn. Hôm nay quý quá quá, anh Thái tới chơi. Mấy anh em mình gặp nhau trên hội các cảnh thành phố, rồi triển lãm thành phố nông nghiệp rồi nhiều rồi, nhưng mà chưa có qua bên cái khu vực cái tiệm cá cảnh, hội quán cá cảnh số 1 của bạn Lộc. Hôm nay thì mình sẽ qua đây mình quay cặn kẽ hơn về những dòng cá cảnh mà tại shop của mình, đúng không? Dạ. Với lại tìm hiểu kỹ hơn về bạn Lộc nha. Tại nhiều khi ở trên mấy cái lễ hội đó mình chỉ thắng thắng và thôi, mình chưa tìm hiểu kỹ về cái niềm đam mê của bạn Lộc như thế nào, đúng không? Dạ. Vậy giờ mình sẽ vô tham quan nha mọi người. Dạ rồi, ok. Trước khi vào trong thì mình sẽ cho người xem ở ngoài đi. Ở ngoài vẫn có cá nha. Đây, một cái hồ rất là to này. Để thấy sẽ giảm xuống. Nhưng mà, ôi, cái con đó giống pha phu chép quá vậy Lộc. Dạ đúng rồi, chép sọt anh. Super sọt á, pha phu quá, giống như pha phu nó có cái lưng gù ở trên vậy đó. À, nó là sư tử luôn á hả? Dạ đúng rồi. Đây, đây, đây mọi người. Tại vì ở ngoài nó hơi chói nha, nhưng mà không rõ thì anh em coi kỹ giúp Thái nha, thông cảm nha. Ôi, một cái hồ rất là to luôn, ở trên đây có đèn nè anh em. Đấy, có mắt. Cái này nếu mà Thái đi quay buổi tối là chắc tuyệt vời, chắc đẹp nha. Mà chính của mình là cá gì Lộc? Dạ, chính ở bên cửa hàng em là về chép, về cá vàng và về guppy. Thì ngoài những dòng đó là chuyên ba dòng đó là nhiều. Còn những dòng khác ví dụ đủ như đủ chín một dòng là chín một đấu. Chín ba dòng đó. Nào cũng là chín hết. Còn những dòng khác như thủy sinh, la hán rồi cá nóc thì chỉ phụ thêm thôi. Ồ vậy ha. Đây. Những cái tan nhỏ nhỏ này là cái gì vậy Lộc? Dạ, ở này là Artemia sinh khối. À, mình bán cho khách luôn á. Dạ đúng rồi, cái này là thức ăn dành cho cá cảnh. À, cá bột rồi mấy con cá nhỏ nhỏ. Dạ thì thường thì như guppy thì cá trưởng thành mới ăn được cái này. Cá khoảng tầm tháng rưỡi 2 tháng thì mới đầu ăn được cái này. Còn cá nhỏ hơn thì dùng Artemia ấp. Cái này nó mắc không? Ví dụ mua 10.000 nhiều không? Dạ 10.000 thì cũng khá là nhiều á. 10.000 thì nó cũng khoảng tầm bao nhiêu đây? Ồ vậy cũng nhiều. Dạ, mà. Ồ. Cái này à. Cá không biết là cá sim cái đồ ăn được không? Dạ cá sim la hán là ăn rất là tốt anh. Bổ luôn á. Dạ đúng rồi. Thì cái này giá nó rẻ, nếu mà không? Giá mua ký á thì ký. Nó khoảng mắc khoảng tầm 300.000 một ký. Dạ. Đây là hai tan lớn luôn. Dạ đúng rồi. Còn đây? Ở đây là do hồi sáng em mới lấy về. Thì ở đây nó trữ nó xong nó mới tỉnh lại rồi. Còn đây? Dạ ở đây thì cá dành cho người những anh em mà mới tập chơi thôi. Dù 30.000, 40.000 con. Ồ. Trời ơi, tiệm đúng là cái tiệm lớn nhất ở khu vực An Dương Vương rồi đúng không Lộc? Ủa nhưng mà cái tiệm này Lộc mở lâu chưa vậy? Dạ, tiệm này em mở cũng được hơn 1 năm rồi anh. Hơn 1 năm. Còn mà trước khi mở tiệm này là chơi cá được bao nhiêu năm? Dạ, trước khi mở tiệm này thì em chơi cá được 6 năm. Là lần đầu tiên mà Lộc chơi cá là Lộc chơi cá gì? Dạ, lần đầu tiên chơi cá là chơi cá bảy màu. Bảy màu, cánh bơm. Cánh bơm. Thì hồi đó chỉ có một hồ nhỏ khoảng tầm cỡ này thôi rồi à, nuôi cá chơi vậy thôi. Sao cái ghiền tới giờ dạ, mở tiệm cá to đùng vậy luôn á dạ. Hả? Trời đất vĩ thiệt.
hoài là cá, hình như là ở đây là cái tiệm cà phê cá cảnh. Dạ đúng rồi, thì hiện tại là em đang tuyển nhân viên với setup đây đây, đây 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 nhân viên đây đang rỗi nghề nè, chạm vòng ngoài đường không à. Dạ, được không, setup cà phê để cho anh em qua coi cá chơi rồi giao lưu đồ này nọ, qua có ngồi cà phê uống. Không, cái sân này còn rộng nè. Dạ đúng rồi, tuyệt vời luôn á Lộc ơi. Một cái mô hình này nói chung là nếu mà anh em ở gần khu vực Sài Gòn mình, quận Bình Tân mà qua đây ngắm cá uống dạ, cà phê đúng giao rồi. Lưu là anh em cứ thoải mái qua đây ngắm cá thôi. Ồ, việc mua hay không mua là tùy anh em thôi. Dạ. Còn cái hồ nhỏ nhỏ này là cái gì? Dạ hồ nhỏ nhỏ này là em setup cho khách. À, có nghĩa là để đi cà phê ngồi cái ghế này ha, ngồi ngắm cái hồ mini này cũng được. Dạ đúng rồi. Với có những khách mà kêu em setup những mẫu hồ này sẵn, họ để trên bàn làm việc. Ủa, cái bonsai nè mọi người. Đẹp quá à. Đấy. Chỉ có 20-30 ngàn thôi cho anh em mà mới tập chơi cá vàng nha mọi người. Đó là anh em có thể làm cái hồ này. Rồi, bây giờ thì mình sẽ tiến vào bên trong coi bên trong có những gì đặc biệt nha mọi người ha. Dạ. Ok. Thì đây cũng là một cái bàn cà phê nữa nè. Đây cũng là một cái bàn cà phê nữa hả? Cũng chờ xíu Lộc để coi cái bảng này ghi cái gì trên này vậy. Tỷ lệ cá cảnh rồi cá cảnh vật liệu cá vàng guppy betta lóc chép sư tử atom hồng mi thức ăn phụ kiện nam cung cấp đủ loại luôn, xuất nhập khẩu cá cảnh các loại trong và ngoài nước, thiết kế thi thông hồ cá, số điện thoại liên hệ. Trời ơi dữ ghi full bản luôn. Dạ ghi. Còn cái bảng này, bản này thì chỉ có logo thôi anh. À, thì logo. Lúc trước em có logo, một cái logo cũ này là lúc trước em mới chơi cá. À, còn à, logo này là bây giờ chính. Dạ, à. Hiện tại em dùng thương hiệu này để... Rangila là gì? Rangila là một cái tên hồi đó em suy nghĩ chung với một thằng em để ra đặt cái Rangila. Thì đây là có công ty Rangila. Quá tuyệt vời anh em. Trời ơi, chỗ nào cũng ghi hết trơn á, vui luôn. À, trời quá đất, rất là lung linh luôn nha. Ủa, nhưng mà 6 năm thì ta phải khỏi. Thật sự ra Thái đi quay thấy nhiều chuyện lắm. Cá thì từ từ quay cũng được. Ủa Lộc, năm nay là hình như là Lộc sinh năm 90 đúng không? Dạ đúng rồi, em sinh năm 90. Mà trước khi mà 6 năm mê cá, đó là công việc của Lộc là cái gì? Dạ, trước tới hiện tại tới bây giờ thì em vẫn là kỹ sư thiết kế cơ điện. À, cơ điện. Hiện tại thì em vẫn đang, em đã nghỉ rồi. Nghĩ thiết kế cơ điện để em về. Nghỉ lâu chưa? Mới 2 tuần thôi anh. Mới nghỉ đây luôn hả? Dạ. Có nghĩa là bây giờ là quyết định là phải nghỉ để tập trung cho cái ngành cá này. Dạ, đúng rồi. Mạnh hơn tại dạ. Cái cửa hàng của mình. Dạ. Và cửa hàng của mình và một phần cũng là muốn phát triển cá cảnh cho nền cá cảnh của Việt Nam để đi lên. Sẵn thì Lộc nói câu này Thái cũng xin nhắc lại cho tất cả các bạn biết ha. Anh chàng Lộc này là một anh chàng rất là có cống hiến rất là nhiều cho cá cảnh của Việt Nam mình. Thái nói như vậy là vì sao đúng không? Tất cả những cái lễ hội gì đó liên quan tới cá cảnh của chi hội cá cảnh thành phố cũng như là những cái nông nghiệp thành phố đều có mặt bằng Lộc và rất là đầu tóc mặt tối, hồ hồng cá mú đồ, nói chung là chuẩn bị rất là kỹ lưỡng đó, để hỗ trợ những anh em để hoàn thành những cái cuộc thi rất là tuyệt vời luôn á. Bởi vậy Thái rất là nể phục những anh chàng như thế này và có đam mê nữa anh em. Bây giờ là đang là kỹ sư nha, bán cá được một năm nay, bây giờ suy nghĩ phải sáng suốt cỡ nào đó mà 2 tuần nay đã nghỉ được công việc kỹ sư để chớ tập trung làm cho cái ngành cá này. Dạ. À, đúng không Lộc? Dạ. Ok, nhưng mà mấy vợ rồi? Ơ lộn, dạ. Em có vợ? Dạ, em có một con vợ. Một vợ, mấy dạ. Con? Dạ, chưa có con. À, vậy là cưới lâu chưa? Dạ, 4 năm rồi em. Ok nha. Rồi, Thái sẽ bắt đầu bớt nhiều chuyện lại xíu, mình sẽ đi quay cá cho tất cả các bạn xem. Coi cái khu vực này đi. Đây. Ở này setup đơn giản ha Lộc. Dạ, này cái này thì nhân viên em nó cũng có gì setup đó. Nó setup đơn giản xong rồi hả cá thủy sinh vô thôi. Ồ. Rồi cái này là mình đóng hàng cho khách nè đúng dạ, không? Dạ đúng rồi. Cái này là đơn hàng trên các mạng xã điện tử. Nói chung là mạng thương mạng điện tử. Thương mạng điện tử là dạ. Mình có nhân viên sale đồ ha. Dạ đúng mình, rồi. Ra cho nó có shop, có nhân viên sale. Làm gì vậy mà anh em đam mê đã quyết định mở ra kinh doanh thì phải có kinh tế. Dạ đúng rồi. Đúng rồi mới phát triển được. Đam mê phải có thu nhập chứ đam mê phải không nuôi gia đình được chứ. Không có làm sao mà nuôi gia đình được. Đó đúng không? Đây nè, cái hồ này là giống như cá suối nè anh em. Này nuôi mấy con cá suối rất là tuyệt vời. Hồ này thì khách đặt, em setup khoảng tầm tuần nữa khách lại lấy. Và dạ. Vậy là vẫn có khách đặt những cái hồ dạ, để sinh cho mình setup. Khách qua đây thì khách chứ đưa ra yêu cầu.
xong rồi nhân viên của em hoặc em sẽ set up theo yêu cầu đó của khách. Ủa nhưng mà là Lộc là người Sài Gòn luôn hay sao? Dạ em là người Bến Tre. Bến Tre ha. Mình vừa vào Sài Gòn lâu chưa? Dạ, em lên Sài Gòn từ năm 2008 tới giờ. Vậy là mấy ngày mình thuê đúng không? Dạ đúng rồi. Mà thuê ngay đây là cũng ăn lên đó nha. Tại vì ngay nếu biết là trung tâm ngay chỗ An Nhân Vương lúc này là thật sự ra mà nói thì khá là rung đúc. Mình dạ. Cũng là mặt bằng cũng khá là bồn nè. Dạ. Nói chung là phải ráng làm dữ lắm anh em. Đấy, mới chi tiêu tính toán rồi được. Rồi, trước tiên thì có những cái hồ nhỏ nhỏ ha. Đây có những cái hồ nè. Mà có con Betta sống chung với con bảy màu luôn vẫn được nè anh em. Hãy che lại để quay cho anh em xem nhé. Đây, thì đây có một cái hồ có con Seacam nè. Những cái mẫu hồ nhỏ, xếp ít nhỏ, khoảng chừng một gang tay của Thái thôi. Để cho mọi người có thể mua về để bàn làm việc cũng tuyệt vời. Rồi dưới đây thì ta thấy là có những bé cá Hecmoon nhé. 25-30k một con Hecmoon mọi người nha. Vẫn đầy đủ hết tất cả các dòng cá, Thái nghĩ là như vậy. Này là Hecmoon đúng không? Dạ đúng rồi, cái này là dòng phướng. Phướng? Dạ. Là đồng giá 30k hay sao? Dạ đúng rồi. Đấy, thấy nói chung là cửa hàng khá là to nên Thái chỉ là điểm danh sơ những dòng cá mà cho tất cả các bạn có thể tham khảo tại cái shop này là tựm là cá cảnh số 1 luôn hả? Dạ, hội quán cá cảnh số 1. Hội quán cá cảnh số 1 ha, ở 209A An Nhân Vương, phường An Lạc, Bình Tân cho tất cả các bạn. Gần thì có thể tiếp cận gặp anh chàng này uống cà phê, ngắm cá, mua cá gì cũng được. Ok, mình qua bên cánh bên tay trái màn hình của Thái trước đi. Đây là có xe cam, cánh bồm màu. Cánh bồm, dạ. Rồi cánh bồm màu này thì chỉ bán cho anh em chơi thủy sinh. Cái này như 7.000 con không? Dạ, cái này khoảng, cái này 4.000 một con. Nếu mà mua số lượng mà nhiều nữa, 40 con, 50 con thì nó sẽ giảm giá xuống nữa. 4.000 mà còn giảm giá nữa hay? Dạ. Trời ơi, đủ màu sắc hết luôn mọi người. Quá trời nè, dưới đây nữa nè. Dưới đây có cá vàng nhỏ nè. Xe can thì rất là nhiều luôn. Chỉ có 4.000 thôi, nếu mà anh em mua số lượng nhiều nữa giá nó còn giao đãi hấp dẫn đó nha anh em. Đủ màu sắc hết trơn luôn nè. Rồi đây là ông Tiên. Dạ ông Tiên. Thì đây là mình có để giá luôn hả? Dạ, cái này lúc trước thì em có hạt lựu nhưng mà về thì hết hàng rồi. Ông Tiên này thì bao nhiêu tiền? Ông Tiên này thì như dụ những con lớn này thì 20.000, con nhỏ 15.000. 20.000 đến 15.000 một con thôi nha anh em ha. Đó, rất là rẻ luôn. Ở dưới này nữa nè. Ở này nữa. Rồi, ở đây là chê hả? Dạ, cái này là chê báo. Chê báo hả? Dạ. Con này khoảng bao nhiêu tiền một con Lộc? Dạ, con này khoảng tầm trăm mấy, 200.000. Trăm mấy, 200.000 đó. Đấy. Mấy con này nó ăn dữ lắm nha anh em. Dạ. Chê báo mà, báo lắm. Cái con này cái gì mà vừa miệng đó là nó hết á. Cái gì vừa miệng đó là nó chơi được hết nha mọi người. Trên này cũng là chê báo ha. Đúng rồi. Trên này thì có la hán nè. Cái này là kinh hả Lộc? Dạ không, mấy cái này đỏ trâu mà nó đẻ ra nó đột biến ra thôi anh. Sao nó xanh xanh rồi nó. Dạ đúng rồi. Trong bài trâu thì thường nó đẻ ra nó sẽ có vậy. Đây là trên phần thần trên là la hán nha. Này là kinh không? Dạ không, con này chỉ là đỏ trâu bình thường thôi anh. Ví dụ như con này gì bao nhiêu tiền? Dạ khoảng tầm 600.000, 700.000. Nó ăn cái gì bụng nó bự với ta. Em cho nó ăn trùng á anh. Trời ơi vậy hả? Trời ơi, đây nữa nè anh em. Đủ dòng hết trơn luôn. Này cũng vài trăm ngàn đó hả? Dạ cũng khoảng 600-700.000 600.000, 700.000 một con. Ở đây có bữa em có về một lô cá hổ. Hổ rồi, hổ Bắc Thái mình đó ha Lộc. Dạ. Đây nè. Có sống chung với con gà thường nữa anh em. Rồi đây cũng có nè, mấy cái hổ nè. Hổ này chắc chừng trăm mấy con không ta? Dạ. Hai trăm rưỡi một con. Đó, chỉ là mới có một chàng nhỏ nhỏ bên đây thôi nha anh em. Còn phần trong rồi phần bên này nữa. Rồi cái hồ này là mình để đây mình làm gì Lộc? Dạ hồ này thì em thường em sẽ trữ cá về, em sẽ trữ cá cho khách. Hoặc là em lấy em phơm cá
lớn luôn. Hoặc là nước mình dự trữ nhiều. Dạ đúng rồi. Mình xử lý cá. Cá về mình cứ thả vô đây. Hoặc là cá của khách mà chốt á là em cứ thả vô đây hồ riêng gì đó. Dạ. Khách ở đây thì cứ chốt một cái là hồ riêng chứ không có thả chung. Nhưng mà hỏi nhỏ nhỏ này được không? Dạ. Một năm nay mình bán mà không biết là mình suy nghĩ như thế nào mà mình phải quyết tâm mình làm cá này mà mình phải hy sinh một cái nghề kỹ sư như vậy, Lộc có thấy nó uổng không? Dạ nếu nói về uổng thì nó cũng có uổng rồi. Tại vì một lĩnh vực chuyên môn của mình làm từ hồi đó giờ cũng mười mấy năm rồi. Còn cái lĩnh vực này thì mình mới gọi là mình mới tập chơi tới nay là cũng được 7 năm thôi. Thì để nhảy ra thì nó cũng hơi uổng cái ngày kia. Gia đình mà, mình có phản đối gì không? Dạ có, gia đình có đó, đó đó, cái ý của anh hỏi là như vậy đó. Nhưng mà đối với mình thì thứ nhất là cái ngành cá cảnh này có thể kiếm tiền được. Nó cũng như là một ngành chính thức trong các ngành nông nghiệp, công nghiệp khác. Thì tương lai nó thể phát triển được. Kiếm ngon hơn kỹ sư. Dạ, nếu mà nói về kinh doanh á thì nó ngon, sẽ ngon hơn là mình đi làm văn phòng. Nếu mà mình phát triển ok, nó ok, thành công làm ok thì cũng mong là Lộc sẽ có một cái quyết định sản xuất và sẽ qua cá này là hợp lý, cũng phát triển ngành cá của Việt Nam chúng ta ngày một đi lên hơn nữa, đúng không? Dạ. Rồi thôi mình qua bên cái dãy bên này xem. Dạ. Coi cái này là chắc guppy thì bên đây là dạng guppy với cá nóc. Cá nóc với guppy hả? Dạ. ở đây có kép panda. Kép panda. Cái này cho bao nhiêu tiền một con vậy? Dạ cái này 20 ngàn. Con cái con này nó dễ đẻ lắm nè. Mình con đẹp. Này thì cũng dễ đẻ. Con này Việt Nam mình đã sản xuất nhân giống ra được nhiều rồi. Rồi hồ này thì dưới đây thì chưa có ha. Dưới này thì có cá nóc. Anh không thấy đúng hả? Ừ. Là cá nóc giống như trong này đây. Nóc nè anh em, nóc này gọi là nóc gì Lộc? Dạ nóc này nóc bò. Hai sĩ nóc con nóc bò. Cái này trăm trăm mấy hả? Trăm ngàn, trăm hai gì à? Em cũng không nhớ rõ. Đây là nóc nè. Mỗi lần quay là phải giảm ánh sáng xuống mới thấy được nó, tại vì nó hơi bị chói. Anh em thấy không? Cái này mà quay buổi tối á, cái tiệm của dạ. Hơi bị đẹp luôn á, hơi bị hoành tráng luôn, cái tiệm lớn. Rồi. Đây, mặt bằng này chắc hơn 100 mét nha. Dạ ngang 5.5 dài 40. Dài 40 luôn hả? Dạ. Rồi vậy là đằng sau còn rất là nhiều. Dạ, rồi. Từ đi anh em, bình tĩnh nha anh em. Ở đây thì thấy là có guppy này. Guppy nha. Dạ, guppy này thì dành cho anh em nuôi thủy sinh. Còn mà chiên về guppy mà thuần chủng thì ở phía sau. Ở đây là chủ yếu 40-50 ngàn cặp cho anh em nuôi. Dạ đúng rồi, chỉ có 20-30 ngàn thôi anh. 20-30 ngàn. Nhiều lắm luôn anh em, cá quá trời cá luôn mọi người. Trời ơi. Này thấy mới phát hiện ra cái tiệm cá bự như thế này nha anh em. Đủ môn cho anh em chơi luôn. Có bán mồi, thức ăn, atimia, đồ này nọ này kia. Anh em mà ra đây là mua về cho cá mình tuyệt vời. Đấy, này là chỉ là bảy màu. Dạ. Bán thủy sinh thôi. Bên đây là bảy màu bán thủy sinh thôi. Còn anh em nào mà gọi là chơi chuyên nghiệp á thì em sẽ dẫn là sao. Đấy, nhiều lắm anh em, đủ dòng luôn. Này. Quá trời luôn. Cái này bao nhiêu tiền cặp? Dạ cái này thì chỉ có 30 ngàn. 30 ngàn thôi ha, sung ghê anh em. Dưỡng lâu mới sung vậy đó mọi người. Này. 30 ngàn một cặp. Cái này gọi là dòng gì Lộc? Dạ cái này full gold ri bông. Full gold ri bông. Ủa, thu lon ghi bông luôn mà giờ có 30 ngàn cặp. Dạ. Rẻ vậy. Thì những cái như cá mà full lon ghi bông mà phiên bản mà full option á thì nó sẽ có giá 150. Nó chưa lên đạt theo cái tiêu chí của mình thì nó sẽ giá thấp hơn. Nhiều lắm nha anh em, trên này vẫn có nè. Nhiều dòng lắm mọi người. Bên này đi, ví dụ như này là bao nhiêu một cặp ta, dòng gì Lộc? Dạ cái này cũng chỉ có 20 ngàn một cặp thôi. 20 ngàn đó. Này là dòng HBY. BY dạ. Wow. Bạn nhân viên xuống đèn anh em thấy ok rồi đó. Xuống đèn là thấy là giống
này mà ngồi sắp bàn vô đây vừa uống cà phê hoặc là diệt cọp buổi tối nhạc điêu điêu luôn. Hợp lý. Thôi Tái sẽ nhờ Lộc dẫn vô trong để mình tham quan khúc trong nha. Dạ. Khúc trong thì ngó phần ở trên của Thái là anh em thấy không, rất là nhiều những cái bàn khen nha. Theo Thái nghĩ là những cái bàn khen này là chắc là cá cảnh không quá. Dạ đúng rồi. Có kỹ sư có bằng nào không? Dạ, kỹ sư em không có bằng. Kỹ sư không được khen thưởng phải không? Đúng rồi. Mà bên cá cảnh thì có đứng tên trong bản vẽ thôi chứ không có bằng khen. Ok rồi, thôi mình vô trong đi Lộc. Đây là các bàn làm việc nè anh em. Đó. Ha, rất là chỉnh chu. Wow. Tuyệt vời quá Lộc ơi. Trời ơi lung linh luôn mọi người. Đây là gì ta? Dạ phi tầng. Phi tầng cam. Xây chắc tầm ngón cái hơn. Dạ hơn ngón cái. Ôi ôi đẹp quá vậy. Con này tầm bao nhiêu tiền một con? Dạ con này thì một một trăm mấy đổ lại vậy. 8. Ồ. Nói chung là Thái chỉ hỏi giá trung bình thôi nha anh em. Tại vì cá này nó cũng không có mệnh giá cố định đâu. Không có cố định. Tùy theo size, tùy theo và tùy theo cái mùa đó. Mùa đó ví dụ như nó đang khan hiếm, nó đang lai tạo không được, ép không được cái mùa đó thì nó lại hiếm thì nó lại cắt mắc giá hơn đúng không dạ. Có thể là như vậy nữa. Dạ đúng rồi. Và cái vẻ đẹp của từng con cá nữa anh em. Giống như bạn Lộc có nói đó anh em, về cá full nấp sành nó khác với cá không đủ nấp sành đúng mọi người. 180 một con như thế này dạ đó. Đúng rồi. Quá trời đẹp luôn. Đây cũng là phi tầng luôn. Dạ đúng rồi, này con phi tầng trắng. Con phi tầng nó khác với con chép sư tử như thế nào, sao anh thấy nó giống quá vậy? À, chép sư tử là nó là gọi tên gọi chung của dòng chép thôi anh. Còn phi tầng là dài. À, còn cái kia dài. Là sọ. Kia là nó ngắn hơn phải không? Dạ đúng rồi. Đấy. Cái này là nó cũng là lai tạo luôn hả? Con phi tầng này nó cũng là lai tạo như con chép sư tử luôn đúng không? Dạ đúng rồi. À, hỏi sâu xíu, nó lai tạo từ con gì với con gì biết không? Dạ cái này thì em hình em không rành. À. Nhưng mà nói chung là tất cả các dòng chép từ ví dụ như chép này nó cũng là từ con chép thường mình, cái bổn của cái nguồn gốc nó là từ chép thường của mình thôi. Ừ. Rồi người ta lai tạo ra. Ngay cả con ví dụ như con cá vàng này là cũng là tổ tiên của nó cũng là từ chép. Cái này thì cũng là trăm trắng cũng 180 luôn. Dạ cái này thì size nhỏ có 70 không, mà thật sự ra size nhỏ thì mình chơi nó cũng rất là mau lớn. Thế dạ đúng rồi, chép này nó ăn cũng dữ lắm nha. Nhiều lắm. Bên cánh bên tay hồ giữa nè thì có những con cá vàng này mọi người. Dạ đây thì có những bé cá vàng. Đây là size giống luôn hả Lộc? Dạ size này thì cũng đã có con size bự là cũng có đã đẻ được rồi anh. Ôi ôi. Đẹp lắm mọi người. Cái dòng này là dòng gì? Dạ cái này tên gọi chung của nó là Oranda. Oranda ha. Cái này thì cũng bán theo từng vẻ đẹp của từng con đúng không? Dạ đúng rồi. Đúng không, tùy theo cái màu của nó, tùy theo cái size, cái body nó như thế nào. Đấy anh em. Tuyệt vời. Ví dụ đi, ví dụ con dạ. Chỉ đi con đỏ đỏ này đi, con đỏ này con đỏ đi. Này ha, con đỏ này thì em bán khoảng 1 triệu. 1 triệu thôi dạ. Mình chỉ đúng con đỉnh đó anh em, nó 1 triệu luôn á mọi người. Đây là nó đều sọt hết màu sắc rồi. Dạ đúng rồi, màu sắc với lại người ta phân cái độ cao của lưng đồ này nọ nè anh. Ồ, hello anh Thận. Đây. À. Quay thấy con. Đây là anh Thận đúng không? Hồi xưa là chắc hai anh em nghĩ ra cái ranh đi ra này đúng không? Dạ đúng rồi. Đây, đó, đúng tuyệt vời. Mình đi cho coi cá xíu rồi dạ. Mình hỏi anh Thận sao. Rồi. À, phi tầng không ạ? À? Nguyên giải này là dạ. Phi tầng không ha? Phi tầng, nguyên giải này là cá chép không anh? À, đây có phi tầng đen đó hả Long? Dạ. Phi tầng đen. Nó có mắc hơn mấy con người kia không? Dạ nó cũng mắc hơn chút xíu, mắc hơn mấy chục anh. À. Mắc hơn 20-30 con chục. Đen. Ừ. Dạ, ở đây nha. Có chép sọt. Đây có chép sọt. Dạ. Này là phi tầng sọt mình đó hả? Dạ đúng rồi. Nếu mà anh em phi tầng thì nó chia ra là sọt với phi tầng anh. À.
Nhưng mà anh em nào không biết mà nhìn sơ sơ thì tưởng đâu là sư tử đúng không? Dạ nó cũng cùng cùng tên gọi, nó tên gọi chung á anh. À vậy dạ. Hả? Vậy là cuối cùng là con phi tần với là con trái thép sư tử là cùng một tên gọi chung á hả? Dạ đúng rồi. Trời, nãy giờ mình tưởng hai tên gọi, giờ mình mới biết. Sư tử là body short, còn phi tần body dài. À sư tử là body short, còn phi tần là body dài. Hello anh Thuận nha, xíu em sẽ nói chuyện với anh Thuận. À, anh Thuận cũng là một cái anh chàng anh em trong chi hội cá của thành phố mình nha mọi người. Đây, xíu hồi mình quay khai thác hết những cái gì của bạn Lộc xong rồi gặp anh Thuận sao. Xuống cái hồ bự này luôn đi, dạ. Vòng qua bên kia. Thấy thấy một cái hồ cá trong đây thì có một cái lũa nhất trụ. Cái hồ này thấy đến đây thấy quay rất là rộng nè. Cái hồ này thì trong đây là thấy thấy là chơi những con cá này là hồng mi thôi. Dạ, hồng mi với sê can. Hồng mi với sê can. Cái thước cái hồ này chắc 2 mét. Dạ, hồ này 2 mét. 2 mét. Đấy, đèn lon luôn nha mọi người. Một cái hồ khá là tuyệt vời nhưng mà hình như là mình cá hơi ít phải không? Dạ đúng rồi, cái này là em cũng đã bán bớt rồi. À, cái hồ bự này mà người ta mua mình vớt mình bán luôn hả? Dạ đúng rồi. Trời, chơi lầy vậy luôn. Thời hả? Hồi xưa luôn. Là em có Atom. À. Rồi có hồng Migon nữa. À. Mà sau khi khách qua khách này nỉ quá chịu không nổi cái càng dám bán luôn. Dạ đúng rồi. Ô trời. Rồi mới bắt 100 con hồng mi thường này về nhưng mà cũng bán hết còn như đó. Đằng sau có con ốc nè, có dạ, con ốc rồi. Để lôi nè anh em. Hãy nhìn ra tới tận đằng sau luôn nè. Mấy là mấy con ốc này là còn sống không hay là dạ còn sống. Hả? Nó còn sống nè, nó bò nữa. À, đây nha anh em nè. Có mấy con ốc ở dưới nha mọi người. Đấy, cái cây nhất trụ nè, để thấy đi ra xa ra cho anh em xem nè. Tuyệt vời ha mọi người ha. Rồi mình qua bên cánh này, bên này là toàn là cá vàng ha. Dạ, cá vàng đây, cá vàng mà giá dễ chịu cho anh em mới tập à, chơi. À, thôi ví dụ như dễ chịu ngàn. Là 300 ngàn. Dù con này 300 ngàn. À, 300 dạ. ngàn. Là size nó cũng 3 ngón hơn, 4 gần 4 ngón. Ủa con Lộc, ví dụ như mà mình cá mình nhiều vậy là mình có chạy không? Chắc mình phải có chạy. Dạ, có đúng không? Dạ. Ờ có chạy cái mình vừa như vậy mình cam cấp cho mình nhiều khi mình lắng nó cũng không sể được. Dạ. Để dự trữ thêm chạy em đúng hiện không? Tại là có 2 trại. Ồ dữ vậy hả? Là trại về cá gì? Một trại là về cá vàng với guppy anh. À rồi một trại khác là về cái gì? Cũng cá vàng, một trại khác là chuyên về cá vàng thôi. À thì ra là như vậy. À, có tới 2 trại nha mọi người nên dạ. Mình có thể là cung cấp từ trại rồi mình ra cửa hàng đó, rồi mình luân phiên với nhau như vậy. Chứ nhiều khi mà mình không có cái đầu nguồn trại như vậy mà mình đi lấy không, nhiều khi thì không có những trại dạ, khác thì nói chung là cũng cháy hàng luôn, là cũng không có cá luôn đúng không? Thì về đấy rồi bên này chói mình sẽ đứng chéo xéo mình quay cá cho mọi người xem. Cái này là cũng hàng là tầm vài trăm cho mọi người dạ, đúng chơi rồi. Không 200 trăm rưỡi 200 250. Vì hồ thấy quay nó hơi chói nên chữ yếu là lướt qua cho anh em biết thôi, có cá gì và giá nó như thế nào để anh em có gần khu vực thì anh em qua ủng hộ cho bạn Lộc nè, để bạn ấy biết là cái quyết định nghỉ làm kỹ sư là dạ. Rồi đây nữa nè mọi người. Đấy, hồ đẹp ghê luôn kìa. Ồ nhưng mà ở đây hình như là mình không có cá rồng nữa đâu. Dạ không, ở đây thường cá rồng thì em chỉ có lấy ngân long rồi mấy con kim long rồi về. Thì thấy trên cái hồ của Lộc á, hồ Lộc đầu tư rất là đỉnh nha anh em. Anh em xem nè, có sắc kệ nè, những cái hồ rất là dài luôn. Cái hồ này chắc phải mét mấy nhỉ? Dạ hồ này 1,5 mét. Kính thì chắc 10 ly luôn. Kính này 12 ly. 12 ly luôn, dạ. những cái hồ rất là chất lượng luôn nha. Mặc dù là để cá vàng hoặc là những để con cá bên kia là chỉ có các cánh bờm thôi, nhưng mà đầu tư về cái gọi là anh em nhìn vô anh em thấy ha, rất là tâm huyết luôn đúng không mọi người, rất là chỉnh chu cho từng cái ha. Giữa này thì Lộc để những cái tan này, rơm nhựa cái bu xích nè mọi người. Đấy, cái này là không gian ở trong nhé, đó anh em xem ha, thấy rất là đẹp nha mọi người ha. Rồi ở dưới tầng dưới này thì có những bé cá vàng nhỏ hơn nè anh em. Đấy,
thấy ở đây hình như là cá vàng thì nhiều hơn ha. Dạ, tập trung đúng rồi, khu trước này thì cá vàng. Còn cái phía sau kia là dạ. gì có không? Rồi quên, thì anh thấy đây cũng có cây thủy sinh. À, có cây thủy sinh á. Dạ. Đón được không? Chắc cái này, những cái chậu này chắc 50 ngàn, 25, 50 ngàn từ giá. Dạ, 30 ngàn. 30 ngàn, là đồng giá luôn đúng không? Dạ, đúng rồi. Đây anh em ha. Dưới này nữa nè. Thấy có mấy bạn đang hót trong cái hội nhóm về gì ta? Cá hoang dã suối á. Thấy là mấy anh em đang cũng chơi rất là mạnh nha Lộc. Mình nghiên cứu thử cái đó, mình thấy cái dàn hồ, mấy cái hồ của Lộc khá là tuyệt vời á. Mình nghiên cứu thử những cá suối đi. Dạ, đúng cá rồi. Suối bản địa rất là hay luôn nha. Em cũng có muốn tìm hiểu về cá suối và cá nước mặn nè, nhưng mà cá suối chứ đi, cá nước mặn thì nó là một cái vĩ mô lớn quá rồi. Từ từ đã, mình thấy là cá suối rất là nhiều luôn. Mà nó đẹp. Sợ lắm. Là điều kiện nuôi nó hơi khó, em chưa tìm hiểu kỹ. Cá suối hả? Không, nó sức khỏe nó khỏe lắm. Nó ví dụ như nó phù hợp với những cái hồ giống như mình set up cái hồ lớn đằng sau kìa. Dạ. Cái hồ Hồng Y á là nó cũng thể là ok rồi. Thấy mọi người chơi, cái hội của mọi người đang rất là phát triển luôn. Và anh em rất là gọi là xô chơi. Để rất là nhiều. Em tìm hiểu những hội nhóm cá suối thử. Tìm hiểu giống cá suối đi. Và nó có nhiều dòng rất là hay, rồi cá suối tầng đáy, rồi cá suối tầng nói chung tầng giữa, tầng mặt gì cũng có mà rất là thú vị. Dạ. Thì thấy cái mô hình này mình kèm theo, thấy cái gì bạn Lộc sẽ tìm hiểu phát triển thêm cho mọi người nói gì tới đây cho nó bình trang. Dạ, nói chung là nếu mà xác định phát triển về cá thì dòng cá nào thì cũng phải tìm hiểu để biết nó. Dạ. Rồi phía sau kia là gì ta? Dạ, phía sau kia thì để em dẫn đi tiếp anh với mọi người xuống dưới đi tiếp ha. Cái này là hình như là vật dụng rồi, dụng cụ rồi, vật rồi chơi. Dạ. Về cá đúng không? Dạ đúng rồi, cái này đồ nghề. À, đồ nghề. Đồ nghề đi thi công cho người ta. Ủa, có nhận đi thi công luôn hả? Dạ đúng rồi. À, là thi công hồ rồi này nọ này kia là mình. Dạ. Mình lấy những này mình đi thi công. Dạ, luôn. Dạ đúng rồi. Thì ống nước vậy? Rồi đồ nghề đồ này nọ. Mình kỹ sư mình nói mình có áp dụng cái kỹ sư mình. Dạ có. Kỹ sư đó là em áp dụng hết vô đây á. À, lấy cái kỹ sư đó là bù. Dạ, áp dụng vô bên này. Ô, tuyệt vời mọi người. Tính toán lưu lượng đường ống rồi tải trọng này nọ là cũng có áp dụng vô. Đâu có học gì mà dư đâu phải không? Dạ. Mình ra mà đi học mà không có học gì mà dư, cái gì mình áp dụng mình cứ áp dụng được là chơi. Dạ. Hết ha. Ở đây thì có cái tủ thuốc chuyên cho cá. Tủ thuốc với thức ăn thì anh em nó muốn kéo đi đâu thì nó kéo đi. Kéo đi cho ăn. Xài. Ha. Dạ. Ở đây nhân viên nhiều không Lộc? Dạ, ở đây em có 3 nhân viên. À. Dạ. Này là thùng mót này mình để đóng. Dạ. Cá hả Lộc ha? Dạ đúng rồi. Trời ơi quá trời chuyên nghiệp luôn. Rồi đằng sau ai bán nồi cơm điện vậy? Nồi cơm điện này thì của ông anh của em. À, là Kim tưởng đâu Kim luôn bán nồi cơm điện chứ trời. Đây phía sau này thì ta thấy là có hai cái tan composite lớn nha mọi người. Trong đây thì cũng là cá vàng luôn hả Lộc? Dạ đúng rồi, cá này là em tuyển chọn để em phơm lên cho nó lớn. À, vậy cá này thì là cá tuyển chọn là chắc là nó đắt tiền à? Dạ khoảng 150 một con nếu mà bán lẻ. Anh em đó hỏi hay hỏi Thái ở Sài Gòn đó, tiệm cá vàng nào cá nhiều nhiều cho anh em gần gần qua nè, có gì anh em tới đây xem nha. Đấy tuyệt vời lắm nha. Ship toàn quốc luôn mà phải không? Ngày để dạ đúng rồi. Bạn đỏ đỏ rồi kia, ship quốc tế nữa mà. Dạ ship quốc tế, ship toàn quốc. Nhầm nhò gì. Dạ. Ở đây là những con cá lớn phải không? Dạ đúng rồi. Ở đây là những con cá lớn. À có nghĩa là ví dụ là ai có cần xây bự hay xây gì đó thì mình cũng về trại mình lấy lên. Ở đây chỉ là mình để một số. Dạ, để rồi. Mình làm để mẫu một số thôi. Khi mình để nhiều quá thì chăm nó cũng lại một cái vấn đề. Dạ đúng rồi. Mình cái nhân viên mình nữa. Dạ. Rồi bên này. Rồi bên này là nguyên dãy này là ruby á. Dãy là gì ruby? À ruby mà nãy Lộc nói là dạ đúng là rồi. Hàng chơi đỉnh phải không? Dạ. Full nấp sành đúng không? Dạ đúng rồi. Hàng anh em chơi mà chuyên về ruby á thì ra đây. À. Rồi đây nữa nè, đẹp lắm mọi người. Dùng cặp này về nhiêu tiền mà? Dạ như cặp đồng. Mấy cặp này thì chỉ có 50 ngàn thôi anh, còn mấy cặp này thì 200. Dạ. Cái này là dòng gì ta? Có ri bông nè. Dòng này là ivory anh. Ivory ri bông hả? Dạ. Trời ơi 220k mà có 11 xăng thôi nè.
Cái này là lúc trước em để lóc. Dạ. Đây anh. Lúc trước em để lóc chưa gỡ ra. Nhưng mà cái tiệm mình không có lóc hả ta? Dạ, lóc em chưa có nhà, không có nha, chưa nhập về. Qua bất ngờ quá, gì có gì quay đó thôi nè. Dạ đúng rồi. Nói chung là cái tiệm này khá là rộng mà anh em biết rồi, bỏ tới cái gì luôn cũng được, cá gì cũng được. Dạ. Rồi xuống thế này. Ôi ôi, dài 40 mấy mét. Đi từ đầu đi xuống tới khúc sau đi mỗi chân luôn à, Lộc nha. Dạ. Một ngày mà đi từ trước ra sau 4 vòng là thấy tuyệt vời. Dài xuống dưới kia luôn. Dạ đúng rồi, ở phía sau có cái hẻm. Có cây mít nữa anh em, thấy nhìn từ xa luôn. Dạ. Đây anh em, dài xuống đây là toàn là ruby không nha. Đủ luôn nha mọi người. Xuống tới ngoài khu vực này luôn anh em. Và có cái hẻm qua bên này cũng có cá luôn. Ủa mày thấy con nữa hả? Dạ đúng rồi. Sao rộng vậy? Trời quý thiệt. Ơi, bự ghê luôn mọi người. Trời ơi, ở trên đằng trước mình thấy cái tiệm cá như vậy mình tưởng đâu là bự lắm rồi, xuống đây còn bự ác hơn nữa anh em. Cũng là guppy ha, hả Lộc? Dạ, ở ngoài này là full guppy anh. Tại ngoài này thì mình không có setup hồ lớn để làm cá vàng được. Trời ơi, guppy không luôn. Nói chung là thấy phía sau này chủ yếu quay cái mô hình với lại cá guppy thôi cho anh em ngắm hết nha. Tại phía sau này nó cũng hơi tối nè. Đi tham quan chút xíu cho mọi người nè. Đây nè. Đây. Đấy, này là red. Full red. Dạ. Ủa vậy là mình bán cá mình nhập cá là mình nhập cá gì và qua nước nào rồi? Em đã đi từng đi Úc, đi Trung Quốc, đi Mỹ, đi Đài, đi Hàn Quốc. Trời ơi, tuyệt vời vậy luôn hả? Biết bao giờ trên 5-6 nước rồi vậy. Dạ. Là chủ yếu mình đi về cá gì? Dạ chủ yếu đi về guppy và cá vàng anh. Đi về cá vàng ha. Đó. Anh em hay hỏi của Thái như thế nào đó, nhập gì cá gì đó có thể là alo cho bạn Lộc cũng được nha. Dạ. Đấy, tuyệt vời nha. Xuống dưới là thùng lót ép cá luôn. Dạ đúng rồi, xuống dưới đây luôn. Là thùng hút để ép. Ôi ơi, đây có cái võng nằm đung đưa nữa anh em. Khu này cũng có lý lắm á. Có lý thiệt chứ. Ở đây thì có những cái thùng mót đó, anh em mà dán cái kiến nè. Dạ đúng rồi. Này là kiểu này là chắc cũng lâu rồi đúng không? Dạ. Đây nè. Full red ha. Cái này là AB Retro. AB Retro. Dạ. Này là hàng dự đỉnh hả? Dạ, hàng này là cũng hàng đẹp rồi đó anh. Bao nhiêu tiền? Hàng này 200 ngàn. Là mình đang chỉ nói là giá sỉ, ôi giá lẻ. Dạ, giá lẻ thôi anh. Còn này mình gọi cái này là Dumbo Ribbon. Dumbo Ribbon thì bộ này là cái bộ tay bơi dài mà máy hắc môn đẹp anh. Wow, nè anh em thấy rõ nè anh em, tuyệt vời chưa anh em? Rồi con máy nó đẹp vậy ha, con máy to bên đây đẹp. Dạ đúng rồi. Này là máy nó đẻ 2-3 lứa rồi nên nó hơi tơi tả chút xíu. Thế thì thường thường là nó đẻ bao nhiêu lứa nó mới hết đẻ được? Dạ tùy theo mình nuôi tốt, nếu mà nuôi tốt thì đẻ chắc khoảng tầm 4 lứa. 4-5 lứa. 2 lứa mà đã chê nó tơi tả rồi. Dạ, nên thấy nghĩ chừng 4-5 lứa chắc hết đẻ nổi rồi. Nó đẻ được nhưng mà chắc là tỷ lệ con nó ít. Dạ đúng rồi, với lại nếu mà đẻ nhiều quá thì con nó cũng không lên cũng không tốt. Cái này thì mình gọi từ trên nha. Này nó đã thấy. Này là dòng gì lắm? Đây là dòng đắc lưu. Nó vừa có màu đen nhưng mà anh rọi đèn vô nó sẽ thấy xanh. Nó giống cái lưu tặc răng á đúng không? Dạ đúng rồi. Giống. Cái này thì chắc giá bình thường đúng không? Dạ, cái này thì chỉ có 50 ngàn. Cái này là full gon để quay qua đây là như không full gon đây. Full gon đây. Này full gon là full option. Option full vảy, full tai hết. Full gì bọc full đầy đủ hết ha. Dạ đúng rồi. Mình đây một hồ gon nữa. Đây một hồ gon nữa. Thì gon này thường là anh em chơi top view. À top view. Dạ. Top view nha, ở dưới này nè, dưới này thì anh quay top view nè. Ở
cho mọi người xem nè. Cái này là cũng full option đó hả? Dạ đúng rồi. Ví dụ full option này nãy em nói là bao nhiêu khoảng bao nhiêu? Dạ 150. 150 ha. Thì nó full tay bơi nè. Full hết tay bơi. Full lưng luôn anh em. Đấy, anh em thấy con nào nấy nó như con cá sọc ngựa cánh tiên. Dài sọc rồi anh em nè. Đẹp chưa mọi người? Chỉ có 150 một cặp thôi. Quá trời luôn, dưới đây cũng full gòn luôn nè. Dạ. Gòn. Cái này cũng full gòn. Này cũng full gòn luôn. 150 luôn ha. Dạ đúng rồi. Trời ơi, tận dụng xuống tới này luôn ta. Trời ơi, tận dụng hết cái mặt bằng luôn. Bây giờ tính tận dụng thêm cà phê nữa thì thôi ai chịu nổi khu này của Lộc. Ở đây con gì bữa đây là Dumbo coi ri bông anh. À Dumbo coi ri bông. Dạ. Cái này thì mất tiền không? Cái này thì khoảng tầm 150 luôn anh. 150. Giờ hiểu sao mà bây giờ em nghĩ ngày kỹ sư rồi đó. Tại vì cái này nó nhiều quá mà thật sự nó. Dạ đúng rồi. Mà lúc mà làm cái này mà còn đang đi làm kỹ sư đó thì giờ chắc là giao cho mấy bạn nhân viên làm. Dạ. Được, vợ có phụ không? Dạ không, vợ em thì cũng làm kỹ sư luôn. Trời ơi vậy hả? Trời ơi trời. Nên khoảng thời gian thật sự là cũng ít, cũng hạn hẹp lắm. Thí dụ giờ đi làm kỹ sư đi, từ sáng làm theo giờ nhà nước mà đúng không? Dạ. Chiều về là chiều mình mới. Dạ đúng rồi. Chỉ phụ. Hồi xưa mà lúc chưa mở quán đây thì sáng 6 giờ. Phải vậy. Là vậy. Làm tới khoảng 7 giờ rưỡi là chạy đi làm. Nhưng mà rộng vậy 7 rưỡi làm đâu có lúc mà em ở đâu? nhà nhỏ anh à, ở nhà nhỏ hơn à, quy mô thì chỉ có 1/4 cái này thôi. À chỉ có 1/4 thôi. Dạ. Rồi mới qua đây. Dạ đúng rồi, qua đây thì mở nhiều hơn. Trời. Vùng nào cũng có cá nha anh em. Đây cũng có đây. Cái này là con sọ. Trời nó to vậy luôn hả? Con dạ. Cá nó to vậy luôn hả? Mấy em bỏ con cá lau kiến ở đây nó có ăn không? Dạ không. Cá lau kiến thì anh em sợ vậy thôi chứ nó chỉ ăn những con cá yếu thôi. Mà con cá yếu của mình mà nó bị yếu rồi thì nên bỏ. Không nên chịu. Quá trời. Đằng trước là tìm cá, ở giữa tìm cá, đằng sau là chạy anh em. Cái này nói chung là kiếm nuôi chơi. Trời, nuôi còn cái trại thì nó khác. Cái trại dạ. Thì nó khác nữa đúng không? Dạ đúng rồi. Này là chỉ nuôi chơi. Đằng sau thì có cây vú sữa nè anh em, rồi cây mít nè mọi người. Ha. Có cái võng đằng sau nữa, chiêu chiêu. Khu này khu đằng sau. Đây là lúc mà mở ra tìm cá thì chắc là lúc đó có ai phản đối không? Tại vì mẹ thì nghĩ là mình đang đi làm kỹ sư thì đâu có ai chăm đâu. Dạ. Rồi biết gì về cá không mà tự nhiên mở ra tiệm cá rồi phải thuê người. Rồi ai đâu mà quản lý đúng không? Mình cũng gia đình cũng lo chứ. Tại thật sự là gia đình em thì bên ngành nhà giáo. Đó. Nên cái tư tưởng thì không có có nghĩa là sợ mình kinh doanh thất bại. Mẹ ba mẹ nào cũng vậy hết trơn. Dạ, đúng cũng lo lắng cho con cái mà. Còn thì có cái là tính em hơi phiêu lưu. Nói chung là kiểu mà thích muốn chinh phục nó, muốn dạ, làm rồi, là phải là làm đúng không? Dạ. Rồi khi mà mở ra cái tiệm này lần đầu tiên mà mở ra có gặp gì khó khăn không hay là mở ra là chinh phục? Dạ khó khăn thì cũng có nhiều lắm anh. À. Trong cái việc mà mình chăm sóc cá nè, rồi khi mình vốn nhập hàng, rồi mình chắc cướp cái tiền kỹ sư. Dạ đúng rồi. Vợ có phản đối không? Dạ vợ thì em được cái là vợ cũng chịu cho chơi. Chịu cho chơi đúng không? Và đến ngày hôm nay thì thật sự ra là mình có gọi là mình có hài lòng chưa? Hài lòng với là cái quyết định của mình chưa? Dạ với cái những gì em hiện có hiện tại á thì em mới chỉ hài lòng được 40% thôi. Thì mà mình mở ra anh em thì như là anh được biết là có bạn Thuận đúng không? Dạ, Thuận đúng đó rồi. Cũng trong chi hội các cảnh thành phố của mình thì bạn ấy là bên mảng cá bạc. Dạ đúng rồi. Thì là chắc là theo nghĩ là lúc mà mở ra thì cũng có những anh em chắc là đi theo hỗ trợ nhiều lắm nên mình cũng có can đảm hơn để dạ. Tiến tới cái ngành cá cảnh này. Thì em bên Guppy, Thuận thì bên cá vàng. À. Rồi anh em mới bắt đầu sắp lại với nhau. À vậy là cái tiệm này là có Thuận không hay là mình dạ, thôi? Dạ có Thuận. À thì ra là như vậy và hai anh em đúng không? Dạ. Tuyệt vời, tuyệt vời. Thôi mình hỏi dòng ra đi, chúng mình coi bạn Thuận đâu, mình hỏi coi hai anh em chơi với nhau dạ. Như thế nào mà bắt đầu cái là chơi một cái tiệm cá to đùng như thế này. Tuyệt vời quá anh em ơi.
toàn là hồ không nha anh em. Đó, guppy, rồi cá vàng, nồi cơm điện thì bao la. Không, đây mọi người. Bán cá không được là đi theo thầy luôn. Đi theo thầy luôn hả? Trời ơi, quá trời nồi cơm điện luôn anh em. Nhưng mà còn xài được không? Dạ, còn xài được. Ví dụ như hàng trưng bày ở đây là đều còn xài được hết. Nồi cơm điện giống như nồi điện Nhật. Dạ, đúng rồi, nó là hàng nồi điện Nhật. Ok. Bán được cái về có ôm nồi đó. Dạ, ôm nồi đó. Lộc nói, vợ thấy không, tôi có đóng nồi cơm điện đó, cho tôi bán đi hả? À, nên ở nhà vợ em là không dám hó hé em tiếng nào. Bây giờ là Thái sẽ nói chuyện với bạn Thận chút xíu. Sau này cái nhạc rồi nói chuyện. Dạ rồi. Thận đâu, đứng đây. Thận, hello anh. Hả? Sao anh Thận? Ấy à, hả? Ấy dạ. Nó nói gì vậy? Tắm chuyện chơi. Nhắn trước tao tắm rồi. Không, em thì đi đâu em gặp người em tắm hết trơn à. Thái giới thiệu mọi người nha, đây là anh Thuận ha. Anh là giống như là mình trưởng bên chi hội cá vàng của Việt Nam mình đúng không anh? À đúng rồi, của chi hội cá cảnh thành phố Hồ Chí Minh. À, của hội cá cảnh thành phố Hồ Chí Minh. Thì em nghe bạn Lộc nói là không biết là cái duyên cơ nào mà bạn Lộc đang làm kỹ sư nè. Rồi Thuận là lúc đó không biết là anh Thuận làm công việc gì ta? À cũng em cũng kinh doanh tự do thôi. À kinh doanh tự do. Rồi hai người quen biết nhau bằng cách nào? À chắc đi nhậu. Đi nhậu hả? Rồi sau đó thì hai anh em chơi với nhau rồi kết hợp với nhau một người bên về lúc đó là guppy của bạn Lộc nè. Rồi Thuận đó là bên các bạn, rồi nảy sinh ra ý tưởng và hai anh em đã mở cái tiệm cá to như thế này và đi đến như thế này. Không biết là cái duyên số là chỉ là hai anh em đi nhậu rồi cùng đam mê về cá hay Thuận? À, hay sao? Cùng đam mê về cá. Dạ. Rồi lúc này là mình mở. Dạ, lúc này mình làm xong những cái tiệm cá như thế này và mình cũng có được cái số lượng khách hàng nhất định đó. Thì mình có thấy là thỏa mãn chưa ta? À, nói về thỏa mãn chắc chưa. Tại vì chưa đủ hồ chơi. Chưa đủ cái gì Thận? Chưa đủ hồ chơi. Chưa hay đủ. Kiểu là đang thiếu. À. Thiếu hồ. Thiếu để hồ. Lên cá. Nhưng mà cái này thì thấy là hồ trọng gì chắc full hết rồi. Nhưng mà bây giờ mình chắc rồi. Nữa thì nó hết chật đúng không? Đúng rồi. Hiện tại thì diện tích thì chất hồ đủ hết rồi nhưng mà chưa có cái hồ để mình chơi, gọi là chơi á, không bán á. Tại vì cái hồ nào mình chơi mình để đó là cứ có khách qua gạ là cái bán không à. mình mới sẽ đớp lời cái thấy khách đẹp quá, cái là gạ giống, gạ cái nào giống mình... như cái hồ thủy sinh hai cái hồ đèn đúng không? Dạ. Thấy là mới đầu quyết định làm cái hồ đó chỉ là nuôi A Tâm với Hồng Loan chơi thôi. Dạ. Nhưng mà giờ nó không còn cá nào hết. Ủa Thuận, thì giờ thật ra là Thuận đam mê cá chắc cũng lâu nhỉ? Dạ, cũng chắc vài năm. Dạ. Vài năm. Dạ. Là lần đầu tiên chơi cá là chơi cá vàng luôn hả? Dạ đúng rồi, lần đầu tiên em chơi vô là em chơi cá vàng. Là chính đó bây giờ luôn. Dạ. Rồi. Rồi là Thuận có vợ con gì chưa ta? Dạ có rồi. À có rồi luôn ha. Ồ, anh em thấy không? Đó, từ cũng đam mê vài năm cái bây giờ là trưởng chi hội cá vàng của thành phố Hồ Chí Minh mình nè. Còn hình như là bạn Lộc là cũng là trưởng một cái chi hội gì của thành phố mình luôn hả ta? Bên bộ môn guppy. À bên bộ môn guppy ha. À, anh em nhé, anh em cùng phấn đấu rất là tuyệt vời. Mà lúc mà biết Lộc là tình cờ đi nhậu là chơi tới đây là bao nhiêu năm rồi? Dạ đúng rồi, tại vì thấy tính ảnh tốt với cũng hợp luôn của mình. Thấy nó nhậu nhiều quá hay sao? Dạ không, chắc lúc đó chắc nhậu mới 1-2 lần à. À mới 1-2 lần hả? Hợp rượu đúng không? Dạ. Rồi, vậy là hai anh em là thay phiên nhau quản lý tiệm cá. Dạ đúng rồi. Hình như là nhà Thuận cũng gần ở đây luôn đúng không? Dạ đúng rồi, nhà em cũng gần đây. Gần bên chị Tuyết à. À gần bên chị Lê Tuyết. Hồi nãy cũng mới bên chị Lê Tuyết. Dạ. Nói chung là chị hỏi về hai anh em như thế nào, vì sao gặp nhau, rồi sao chơi với nhau, rồi đam mê như thế nào để mà mình đó, mở một cái tiệm cá và mở những cái chạy cá lớn và mình cũng là một cái người đứng đầu về những cái trong chi hội cá cảnh của thành phố Hồ Chí Minh mình. Khá là tuyệt vời, bắt tay từ con cái. Nói chung là làm video Thái phải đi nói chuyện với mọi người lắm anh em. Còn cá muốn quay quẹt nổi, nhiều khi thật biết không.
mình đi làm video á, mà mình hỏi sao anh Thái không quay cá muống mà anh Thái đi toàn đi nói chuyện không à. Dạ đúng rồi, cá theo như em á, cá là phải nhìn tận mắt nó mới đúng, thấy được hết cái vẻ đẹp của nó. Mình cứ quay cái gì chân thật, quay cái đam mê của anh em như thế nào, cái tâm huyết của anh em như thế nào. Rồi cá thì ví dụ như Thái đã có quay như thế, sơ sơ là như thế. Nếu mà anh em nào mà có mà về cái nhà ý mà muốn qua đây uống cà phê, muốn qua đây ngắm cá hay nhìn trực tiếp hơn thì có thể là đến là 209A đúng không? Đúng rồi. An Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân. Hoặc là có thể alo học hỏi kinh nghiệm gì với nhau đó, anh em thấy như vậy nó dễ hơn. Còn đối với Thái là Thái chỉ đi tham quan cho anh em biết mô hình của anh em như thế nào, rồi anh em vì sao đến cái đam mê cá cảnh và phát triển như bây giờ đó. Đúng rồi Thượng ha, thầy chúc sức khỏe cho Thượng với gia đình nha. Mình sức khỏe, ok, ra nhiều video hay gắng cố gắng phát triển cái ngành cá cảnh của mình vươn ra thế giới đỉnh đỉnh luôn ha. Dạ, mấy dạ, anh em dạ, rất là chân quý luôn, dữ dữ luôn. Ok, dạ, anh lấy lại cái mic nha. Dạ. Rồi sao chủ tịch? Dạ. Ở đây là đại ai chủ tịch? Thận với Lộc là ai chủ tịch? Dạ thường thì em sẽ đứng phía trước, Thận đứng phía sau support. Lãnh đạn trước đó. Dạ. Sẵn cơ. Nói chung là hôm nay là Thái cũng làm video nhanh gọn thế này đó anh em. Thì anh em nào mà gần khu vực gọi là Bình Tân nè, An Dương Vương thì có thể qua đây ủng hộ cho bạn Thuận với bạn Lộc nè, hai người bạn với nhau nè, cũng tâm huyết về cái ngành cá, dám hy sinh luôn, rất là nể phục, dám hy sinh với ngành kỹ sư để về đây để phát triển cái tiệm cá tâm huyết của mình. Thôi cũng một lần nữa thì nãy có chút sức khỏe cho Thuận đâu, cũng chút sức khỏe cho Lộc, cũng anh Thái sức khỏe và anh Gặm bình an. Chúc cho hai anh em ngày càng phát triển hơn nữa ha, về tất cả các dòng cá và càng nghiên cứu để cho cá cảnh của Việt Nam mình ngày một vươn ra thế giới này và được nhiều người biết đến hơn. Dạ. Việt Nam mình cũng rất nhiều nghệ nhân và cũng rất nhiều anh em chịu chơi, đúng không? Dạ, mọi người. Dạ. Rồi một lần nữa Thái cũng cảm ơn tất cả các bạn đã dành một chút thời gian theo dõi video của Thái cùng với bạn Lộc và bạn Thuận, một cái tiệm cá có tên là gì? Dạ, một tiệm cá hội quán cá cảnh Renzilla số 1. Dạ, hội quán cá cảnh số 1. Để số 2 thôi, cũng không ai dám đứng số 1 được thì đâu. thì nếu mà tương lai thì sẽ có hội quán cá cảnh số 2, số 3, số 4. Trời ơi, dữ vậy. Rồi một lần nữa Thái chúc sức khỏe, chúc bình an cho tất cả các bạn luôn. Thái cùng với lại bạn Lộc này, Thuận kế bên nè anh em. Đó, bạn Thuận này. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn luôn nha. Dạ.